luôn là người dõi theo mỗi bước chúng ta đi. Cho dù có thành công hay thất bại, thầy cô vẫn luôn động viên chúng ta, chỉ bảo cho chúng ta những điều hay lẽ phải, là chốn tìm về trong ký ức tuổi thơ. Như cuộc đời thầy đơn sơ bên bụng già.